Rồi, em chào cả nhà nha. Em mới về cho một con khủng long bạo chúa tại 7 tấn nha. Con này giờ đang mở xuống, đang làm mũi mở cả nhà. Tại 7 tấn nè, thùng 6m2 là mũi mở nha nhà ơi. Đó. Xe đời 2009 nha, 100 mấy chục triệu, xong xuôi đăng kiểm mới. Em sẽ lên hình chi tiết cho bà con của mình nha, lên sóng video chi tiết. Bên này có mũi mở rồi nha cả nhà, bên này thì có rồi nè. Thùng là cực kỳ là đẹp, em quay cái thùng cho cả nhà mình xem, thùng thì cực kỳ là cứng cáp luôn, thùng rất là ok luôn. À, thùng nè, đúng chưa, đẹp chưa, quá đẹp quá xuất sắc nha. Đó, bây giờ thợ đang làm bờ dàn lớp sexy, là không có bàn nha, dàn lớp nè, sexy nè, quá đẹp quá. Bếp slip hai cái lớp bên này còn tương đối thôi, lớp ngoài thì đỡ, lớp trong thì mòn nha, hai lớp bên kia đẹp. Xe này sexy, không có bàn nha cả nhà, sexy là bao bếp luôn, sexy bao đẹp luôn. Rồi tắt em nó nè. Nhà quan tâm gọi ngay cho em nha, này lên video ngắn thôi. Đang tháo ra dọn vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ, đó rất đẹp lắm. Lên cho em nó bộ tem đó là VIP Slip liền. Rồi cả nhà quan tâm thì đăng ký kênh ủng hộ Tùng An Phát nha, và cuối video nhớ cho Tùng An Phát một like và một nút đăng ký kênh nha. Rồi em chào và hẹn lại tiếp theo.